Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và một lần nữa chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự với ông Đỗ Như Điệp. Chào ông Điệp. Vâng, chào cô Vân Anh, chào quý khán giả của đài VNTV. Tôi là Đỗ Như Điệp, một lần nữa tôi lại trở lại để nói về một vài tin tức thời sự để cống hiến quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì ông Đỗ Như Điệp, ông là giám đốc của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, là đài radio được phát về Việt Nam hàng đêm. Để quý vị có thể theo dõi đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, chúng ta có thể nghe qua phone cũng được phải không ạ? Vâng, có thể nghe qua phone, có thể vào website radio Đáp Lời Sông Núi, chứ Đáp Lời Sông Núi viết tắt.com, và sẽ đọc được tất cả những bài vở cũng như nghe audio ở trên đó. Vâng, thưa quý vị, cũng là một người làm truyền thông cho nên chúng tôi rất là ngưỡng mộ sự bền bỉ của các anh em trong đài. Đây là cái công cuộc đấu tranh mà vũ khí của mình đâu có. Quý vị có biết là 8 năm mà chương trình mỗi ngày không có thiếu một ngày nào, cái đó là một sự nỗ lực rất là lớn của tất cả các anh chị em của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì ông Đỗ Như Điệp trở lại với chúng ta qua một cái đề tài mà lúc nào cũng là nóng bỏng, đó là đúng vấn rồi. Đề về Biển Đông. Vấn đề Biển Đông. Thì Biển Đông của chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào rồi ông Điệp? Vấn đề Biển Đông ngày hôm nay gần đây nhất đó thì nó có cái sự quan tâm của nước Pháp, nước Anh và từ nhất là từ một năm vừa qua khi mà Tổng thống Donald Trump đưa ra cái đồ án mới, tức là Ấn Độ Thái Bình Dương, tức là Indian Pacific, nghĩa là cái vấn đề không phải là chỉ có Thái Bình Dương không, mà nó liên kết với cả cái Ấn Độ Dương, tức là cả cái Á Châu. Tại sao lại có cái vấn đề này? Đây là một cái trật tự mới nó đang được hình thành. Bởi vì trong đấy cái nguyên do chính là cái sự phá bĩnh, cái sự vươn lên, cái tham vọng cực kỳ lớn của Trung Cộng. Nói thẳng ra như vậy. Đó. Do đó trong cái gọi là cái mô hình chính trị thế giới nó đang được hình thành, thì cái vấn đề Biển Đông của chúng ta đó nó hết sức là quan trọng đối với Việt Nam. Bởi vì hai cái quốc gia mà có ảnh hưởng lớn nhất là Việt Nam trước rồi đến Phi Luật Tân sau. Tân, đúng rồi, dạ. Mặc dù là nó có những nước khác nữa, nhưng mà hai quốc gia nằm ở đó. Cái tuyến đường Biển Đông nó là một cái tuyến đường kinh tế cực kỳ lớn và quan trọng. Nó là an ninh cho cả khu vực đó. Đó là cái vấn đề. Vì vậy mà Trung Cộng đã chiếm lĩnh cái Biển Đông đó của Phi Luật Tân cũng như của Việt Nam, và bây giờ họ đã đang thao túng cái đó. Vì vậy mà cái tương lai, trong tương lai gần, có thể nếu không giải quyết được một cái quy tắc ứng xử ổn định đó, thì có thể nó sẽ là một trong những cái chỗ mà nóng và gây xáo trộn cho cả thế giới. Thưa ông, như vậy tình hình Biển Đông thì với Việt Nam của chúng ta trong suốt những năm tháng vừa qua, lúc nào chúng ta cũng nói tình hình Biển Đông và sự đe dọa của nước láng giềng là Trung Quốc. Như vậy thì với tình hình Biển Đông hiện nay thì mà cái căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta có ảnh hưởng tới Biển Đông không ạ? Tất nhiên có chứ. Trước nhất tôi muốn trở lại một vài dữ kiện mà trước đây chúng ta đã biết đó, là trong cái thời mà 8 năm của Tổng thống Obama đó, thì thật sự ra không có quan tâm lắm, mặc dù có cái chuyển trục về Á Châu, nhưng mà cái hành động mà lẽ ra Hoa Kỳ phải ngăn cản bằng mọi cách, đó là Trung Cộng đã xây dựng 7 cái đảo nhân tạo, tức là biến những cái đảo mà nửa chìm nửa nổi đó thành những cái đảo và trở thành những cái căn cứ quân sự của Trung Cộng. Mặc dù khi mà ông Tập Cận Bình qua gặp ông Obama ở ngay California này, cái lần mà người ta đi biểu tình chống ông Tập Cận Bình đấy, thì trong cái lần đó chính ông Tập Cận Bình đã hứa với ông Obama là chúng tôi không có quân sự cái đó. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là những cái căn cứ đó là những cái nơi mà chứa hỏa tiễn và các thiết bị quân sự nằm trên đó. Vì vậy mà bây giờ đối với chính phủ Hoa Kỳ dưới cái sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đó, thì ông đặt thành vấn đề. Và cách đây không lâu đâu, bên phía Hoa Kỳ họ đã nói rằng bây giờ phải xét lại những cái vi phạm của Trung Cộng. Bởi cái vi phạm cái luật biển năm 1982
là nó cấm phải cấm làm thay đổi những cái thực thể của những cái đó. Mà Trung Cộng đã vi phạm cái đó, chẳng những vậy, và Trung Cộng khi mà xây dựng những cái đảo nhân tạo đó còn phá hủy những cái rạn san hô rất hiếm quý ở đó. Và đặc biệt là bây giờ họ có cái, những cái đội tàu gọi là ngư dân được trang bị súng đạn, là những cái vỏ tàu vỏ sắt đó, hơn 10.000 cái tàu như vậy. Nó trở thành một cái lực lượng dân quân biển, và họ đem những cái cào rất là sâu để họ phá hủy cái san hô, để họ lấy những cái con sò, những con ốc loại thật là bự ở dưới, và nó phá hủy như vậy. Nhưng mà quốc tế không ai làm gì. Do đó bây giờ Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Hoa Kỳ rất là cứng rắn trong vấn đề này, và được cái sự hỗ trợ của cả Úc, của Nhật, của Anh và của Pháp. Tức là đây là một cái vấn đề lớn, mà đặc biệt thì Việt Nam là vì bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Chính quyền Cộng sản Việt Nam thì dĩ nhiên là họ vẫn lần nào có những cái vi phạm thì họ cũng nhắc đi nhắc lại cái chuyện chúng tôi phản đối để nói rồi xong rồi thôi, mọi chuyện ấy đi đâu. Trong khi mà ngư dân Việt Nam thì vẫn bị tàu sắt của Trung Cộng đâm chìm, vân vân, cái chuyện nó vẫn xảy ra như cho vậy. Nên vấn đề Biển Đông sẽ là một đề tài muôn thuở, phải không ạ? Một đề tài muôn thuở, nhưng mà nếu cái quan trọng nhất là Phi Luật Tân đã kiện Trung Cộng và đã thắng, nhưng mà Tổng thống Duterte thì lại là cái người đu dây, tức là ông ấy muốn lợi dụng Trung Cộng, bắt tay với Trung Cộng để được Trung Cộng cho vay tiền để phát triển đất nước. Nhưng mà cho những cái tin tức gần đây nhất thì 30 cái dự án mà Trung Cộng hứa với Fullerton thì cho đến bây giờ nó vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có cái nào đi tới đâu cả. Trong khi ấy, tuần vừa rồi là một cái tàu sắt của Trung Cộng đã đâm chìm cái tàu của Fullerton, hất 22 người rơi xuống biển và bỏ đi. Và cái tàu cá của Việt Nam đã vớt được những cái người đó. Và vì cái chuyện này, do đó bây giờ ông ngoại trưởng Phi Luật Tân đó thì đòi cắt đứt quan hệ với Trung Cộng. Nhưng mà hồi sáng hôm qua đó thì khi nghe tin thì là ông Tổng thống Phi Luật Tân lại dịu giọng, tức là cho rằng đây cũng là một cái chuyện tai nạn trên biển vậy thôi, tai nạn nhỏ, không muốn nói to nữa. Tức là nói chuyện về phía Phi Luật Tân đã như vậy, và họ thắng cái kiện năm 2016. Nhưng mà Việt Nam không dám kiện, bởi vì Việt Nam kiện là Việt Nam có cơ sở, bởi vì Việt Nam có đầy đủ những chứng cứ về mặt lịch sử cũng như về mặt địa dư, là Việt Nam đã làm chủ nó từ bao lâu, và đặc biệt là Hoàng Sa đã bị Trung Cộng dùng võ trang để đánh chiếm ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tức là chiếm của Việt Nam bằng võ lực, rồi chiếm một phần của đảo Trường Sa năm 1988, và bây giờ biến nó thành quân sự, và lại cấm người Việt Nam đi đánh cá từ tháng 5 cho tới tháng 8. Rồi họ đưa những cái tàu thuyền của họ, rồi đưa những cái giàn khoan, và họ thăm dò dầu khí ngay trong lục địa của Việt Nam. Rồi họ lại ngăn cản những cái công ty mà đến hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí. Thì tất cả những cái đó là họ trắng trợn đàn áp, nhưng mà Việt Nam không dám đưa ra kiện quốc tế, thì tức là một cái sự đầu hàng. Việt Nam đó là thì cái vấn đề là tình trạng Việt Nam. Do đó chúng ta nghĩ rằng là nếu Việt Nam như vậy thì rất là khó. Và Hoa Kỳ đã đưa bàn tay ra để giúp Việt Nam rất nhiều, viện trợ tàu, rồi gần đây viện trợ rất là nhiều cho những cái hải cảnh của Việt Nam để có phương tiện để mà tuần tra. Nhưng mà cái thái độ của Việt Nam thì vẫn đu dây, vẫn là thuần phục tàu thôi. Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Duy Định rất là nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi thì ông Đỗ Duy Định vừa mới cập nhật cho chúng ta những cái tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay, không chỉ ảnh hưởng tới trong khu vực Biển Đông mà trên toàn thế giới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.